Ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé, mình là Trung đây anh em. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ấy để hướng dẫn anh em tải tất cả các bản PUBG Mobile hiện đang có ở trên mà anh em đang thường hay chơi ở trên game lốp nhá. Thì như anh em biết đấy, ví dụ như nhiều anh em ấy khi mà anh em tải game lốp ấy thì thường thường ấy khi mà anh em tải game lốp về, anh em tải về nó sẽ có bản VNG đây, như mình là bản VNG này. Mà một số anh em ấy kiểu như là anh em muốn dùng cái bản, ví dụ bản quốc tế chẳng hạn, đây từ từ đợi một tí mình nhá, tắt này đi, mình bật cái này lên rồi. Anh em muốn chơi bản quốc tế hoặc là anh em muốn chơi bản Taiwan chẳng hạn đấy, thì anh em để ý nhá, thì anh em để ý ở khu vực này nó sẽ không có cho anh em đúng không, anh em kiểu lần PUBG Mobile này nó cũng chỉ ra bản VNG thôi, thì làm như thế nào để anh em có thể cài được bản quốc tế hay là bản Taiwan ở đây. Nếu như bản quốc tế thì anh em có nhiều cách lắm, có nhiều cách anh em tải ở trên web cái bản quốc tế về xong em cài tự động game nó sẽ nhận. Nhưng hôm nay mình hướng dẫn anh em cái anh em tải ngay trên cái giả lập này nhá. Thì đây, ok mình sẽ lại tắt cái màn hình đi, mình để lại cái game này. Tắt cái quay màn hình, ok. Thì khi mà anh em đang ở game như này, đấy. Em đang ở game này nhá, anh em ấn cho mình F9 này. À, anh em sorry, anh em chưa ấn F9 nhá. Anh em đang ở màn hình game này. Hơi lỗi tí anh em, lỗi kỹ thuật. Hơi cuống. Anh em để ý cái biểu tượng phím trở về này không? Đấy, anh em bấm vào cái phím trở về này. Ok, khi mà nó đã ra cái màn hình như này. Đấy, anh em ấn cho mình F9. Khi mà anh em ấn F9 nó sẽ hiện lên một loạt tác vụ setting ở Google Play File và browser. Browser này là web đấy. Anh em kích vào cái browser này cho mình nhá. Đấy, sau khi kích vào browser này anh em gõ cho mình tap tap. Đấy, gõ cho mình tap tap. Anh em để ý cái trang đầu tiên của nó này, taptap.io này, anh em kích vào cái dòng dưới này. Download taptap mobi solution ấy, anh như kiểu download cái file APK ấy. Ok chưa? Anh em kích vào nhá. Khi mà anh em kích vào dưới, anh em kéo xuống đây, anh em nhìn vào cái Android này. Anh em bấm bấm cái này thì tự lúc ấy tự động ở trên game lốp nó sẽ tải về cho anh em. Đấy, công việc bây giờ của anh em chỉ việc đợi nó tải xong mà anh em cài thôi. Tầm này mạng có vẻ đang hơi kém à. Tải cái file APK này cũng hơi lâu anh em đợi một chút nhá. Đấy, anh em vào game nhá, xong anh em ấn trở về trên góc bên phải có biểu tượng phím trở về ấy. Khi mà trở về ra rồi nó hiện icon game, anh em ấn F9 thì nó sẽ hiện cái browser như lúc vừa ấy. Thao tác ấy chắc mình sẽ không làm lại nữa đâu, anh em chỉ cần nhìn một lần mà cứ làm theo video mình làm đến bước này anh em dừng video theo được là được đấy. Xong anh em tải về này thì còn đợi nó tải xong là ok nhá, anh em thông cảm đi, dạo này gần về đây tầm này mới là cái tầm tối 8-9 giờ mạng nó hơi bị kém ấy, đau hơi lâu anh em ạ. Đấy, ok chưa? Rồi, tải xong rồi. Tải xong anh em chỉ cần kích vào và anh em chọn vào insert cho mình. Đấy, và để cho nó chạy. Đấy, sau khi insert anh em mình open lên nhá. Open lên thì lúc ấy tự động cái tab tab này nó sẽ hiện ra, cái tab tab này nó một kho ứng dụng ấy để cho anh em tải game ấy. Một số game mà anh em không lần được ở chỗ cái mua game ở game lốp ấy. Đấy thì ở đây anh em chỉ việc tìm cho mình PUBG Mobile thôi. Chọn cho mình PUBG Mobile đấy. Có rất nhiều bản này, PUBG Mobile Ấn Độ này, lưu Tết này, nhưng mà những cái bản Ấn Độ này thì anh em phải fake IP, nó không cho IP của Việt Nam. Bản Ấn Độ là bản dành riêng cho quốc gia của họ thôi, lưu Tết này thì nó không hỗ trợ giả lập rồi đấy. Thì anh em kéo xuống đây, anh em tìm cái mục PUBG Global này, đây là bản quốc tế này, anh em ấn download đấy. Đợi nó, sau khi mà đợi nó download xong ấy, anh em cài đặt như là PUBG bình thường, vào game tải map mà có thể chơi đó. Đấy, nói chung là nó khá là đơn giản anh em ạ. Ô cái này mình để nó đang hơi hơi bị bé ta. Tắt này đi xem nó có to hơn không. Không to hơn anh em ạ. Nó mình thực không mà to hơn không được anh em ạ. Đấy, nói chung là nó đơn giản thôi anh ạ, nó không có gì đâu, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà kiểu nhiều anh em mình đang dùng mình không biết cái tap tap ấy đấy, thì anh em đợi đợi khi nào tải xong ấy, cái này tải của mình đường truyền mạng của mình nó có vẻ hơi kém, nhưng mà anh em chỉ cần làm đến bước này thôi là xong. Khi mà anh em chỉ cần tải xong thôi thì nó sẽ có nút play và anh em play lên, cài đặt setting vào, đăng nhập như là bản bình thường, thế là anh em có thể chơi được đấy. Ngoài ra ví dụ anh em thích thêm bản gì nữa thì anh em tải vào.
gì đây, đây có cái gì PUBG Mobile Matching này là cái gì đây, à cái bản Timi hay PUBG Mobile Taiwan này đấy, có rất nhiều phiên bản quốc tế Taiwan VNG để cho anh em có thể thích, anh em thích chơi bản nào thì anh em tải bản ấy về và chơi thôi. Ok, về nói chung là nó đơn giản như thế thôi anh em nhé. Thì anh em nếu mà thấy hay clip này, nó hay và hữu dụng cho những anh em mà đang dùng game nốt mà anh em chưa biết ấy, thì anh em có thể để lại cho mình một like cũng như một subscribe ủng hộ kênh nha. Và anh em muốn, anh em có cái lỗi gì về game nốt hay là setting về game như kiểu là độ nhạy hay là đồ họa như thế nào thì có thể comment ở phía bên dưới nhá. Mình sẽ nhìn comment và sẽ trả lời anh em bằng những video sau nha anh em. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em trải nghiệm game vui vẻ nha.